cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự, đối tượng Trần Thị Lên, trú tại thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam, đã bị cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện Duy Xuyên, tỉnh Quảng Nam thi hành các quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam để điều tra về hành vi trên. Phát hiện trên địa bàn xuất hiện nhiều nhóm có dấu hiệu hoạt động liên quan đến tín dụng đen gây ảnh hưởng đến an ninh trật tự. Sau thời gian thu thập tài liệu chứng cứ, ngày 31 tháng 1 năm 2024, Công an huyện Duy Xuyên đã tiến hành khám xét, bắt giữ trong trường hợp khẩn cấp đối với Trần Thị Lên về hành vi cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự. Qua đấu tranh, đối tượng khai nhận trong thời gian từ tháng 7 năm 2023, thông qua các hoạt động biêu hụi đã tiếp cận với những người có nhu cầu cần tiền đóng biêu. Lên đã cho vay tới lãi suất là 2,160% một năm và thu lợi bất chính trên 150 triệu đồng. Công an huyện Cẩm Mỹ, tỉnh Đồng Nai đang lập hồ sơ xử lý đối tượng Nguyễn Ngọc Thúy, trú tại tỉnh Đồng Nai về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản và sử dụng tài liệu giả của cơ quan tổ chức. Được bố mẹ tặng cho một thửa đất ở ấp 8 xã Sông Rây và được cấp chứng nhận quyền sử dụng thửa đất này, Thúy đã chuyển nhượng cho một người dân ngụ tại huyện Cẩm Mỹ để thế chấp ngân hàng vay 350 triệu đồng. Để bố mẹ không biết thì Thúy đã lên mạng đặt một giấy chứng nhận quyền sử dụng đất với giá là 5 triệu đồng của một đối tượng chưa rõ lai lịch. Sau đó Thúy mang giấy tờ giả đi thế chấp vay 60 triệu của một người dân trên địa bàn thì người cho vay tiền phát hiện là sổ giả nên báo cơ quan công an. Tại cơ quan công an, Thúy khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình. Phòng an ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an tỉnh Quảng Ngãi đã phá chuyên án triệt phá một đường dây mua bán tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng, công cụ hỗ trợ trên không gian mạng có quy mô rất lớn. Năm 2023, qua công tác nghiệp vụ nắm bắt tình hình đấu tranh với các loại tội phạm, Phòng an ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao phát hiện một đường dây mua bán vũ khí quân dụng, công cụ hỗ trợ, đồ chơi nguy hiểm. Cơ quan công an đã bắt quả tang đối tượng Phan Huỳnh Thiên Đạt, 33 tuổi, ở xã Đức Minh, huyện Mộ Đức, có hành vi vận chuyển trái phép trên 1.000 viên đạn thể thao. Khám xét khẩn cấp nơi ở của Đạt, phát hiện thêm 92 khẩu súng gồm các loại quân dụng, súng săn, công cụ hỗ trợ và đồ chơi nguy hiểm và trên 14.600 viên đạn thể thao, công cụ hỗ trợ. Mua thì mình lên Google, lên YouTube mình gõ. Rồi sau đó mình tìm mấy cái địa chỉ để mình nhắn tin cho nó. Dạ. Xong nó gửi hàng ra. Anh mua súng là quỷ nào? Dạ biết anh. Sao không quá? Lần chỗ này. Dạ không, do thứ nhất là do hồi trước chơi thích á. Sau này mình thấy lòng nó cũng vui vui em lòng. Đối tượng Phan Huỳnh Thiên Đạt khai nhận, sau khi đặt mua các loại vũ khí quân dụng, vũ khí thể thao, công cụ hỗ trợ, các linh phụ kiện của các loại vũ khí từ nhiều nơi trong và ngoài nước, các đối tượng này gửi bằng đường bưu kiện về Quảng Ngãi. Đối tượng cất giấu các loại vũ khí trên tại kho hàng bí mật và liên tục thay đổi địa điểm kho hàng để tránh sự phát hiện của cơ quan chức năng. Đồng thời sử dụng tài khoản trên kênh YouTube, Facebook nhóm kín để đăng tải quảng cáo và mua bán các loại vũ khí công cụ hỗ trợ. Đó là các đối tượng sử dụng các cái nền tảng mạng xã hội xuyên biên giới để mà nó liên lạc, trao đổi và nó thống nhất với nhau các cái hình thức để mà giao dịch. Thứ hai nữa là các đối tượng sử dụng các cái tài khoản ngân hàng không chính chủ để mà thực hiện các cái giao dịch trong các cái hoạt động mà mua bán. Rồi các đối tượng là sử dụng các cái sim rác để mà liên hệ, sử dụng tiếng lóng, tên lóng để mà các liên lạc với nhau. Cho nên trong quá trình mà thu thập thông tin, ghi nhận dấu vết mà chúng ta theo dõi nắm tình hình để mà thực hiện cái đấu tranh cái thành công cho cái chuyên án này thì chúng tôi cũng gặp rất nhiều khó khăn. Khi khách hàng có nhu cầu mua, các đối tượng sẽ liên hệ với nhau thông qua ứng dụng Telegram, Zalo và cho khách hàng thanh toán tiền trước hoặc đặt cọc một phần thông qua chuyển khoản ngân hàng với tài khoản không chính chủ được mua trên mạng. Sau đó, các đối tượng gửi hàng cho khách qua dịch vụ vận chuyển hàng hóa. Hiện vụ việc đang được Phòng An ninh Điều tra Công an tỉnh tiếp tục điều tra mở rộng. Chuyển sang các tin tức kinh tế trong nước đáng chú ý khác. Thưa quý vị, mới là những tháng đầu tiên của năm 2024, nhưng bức tranh du lịch Việt Nam đã có dấu hiệu khởi sắc hơn khi thành phố Hồ Chí Minh, Hà Nội, Nha Trang, Đà Nẵng và đảo Ngọc Phú Quý đã lọt vào top 5 lựa chọn hàng đầu của du khách Trung Quốc.
Thống kê của nền tảng du lịch trực tuyến Agoda cho thấy lượng tìm kiếm thông tin từ Trung Quốc đến Việt Nam trong dịp Tết Nguyên đán đã gần như quay lại mức trước đại dịch. Khách Trung Quốc quan tâm du lịch đến Việt Nam vào năm 2024 đạt 95% so với năm 2020, thời điểm trước khi áp dụng các hạn chế đi lại do đại dịch COVID-19. Giám đốc Agoda tại Việt Nam đánh giá Việt Nam cũng đã thành công trong việc thu hút du khách từ các thị trường như là Ấn Độ sau khi mở cửa trở lại nhờ vào chính sách thị thực thuận lợi. Nhờ sự đa dạng hóa du khách thì theo báo cáo của Tổng cục Thống kê Việt Nam, Việt Nam đã đạt được mục tiêu tổng khách du lịch đầu năm 2023 chỉ trong quý 3 năm 2023, được kỳ vọng sẽ tạo đà phục hồi cho ngành kinh tế không khói của Việt Nam trong năm 2024. Ông Trần Đức Nhật, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk cho biết đã ban hành kế hoạch về việc triển khai hoạt động thưởng thức cà phê miễn phí nhân dịp kỷ niệm 49 năm chiến thắng Buôn Ma Thuột ngày 10 tháng 3. Năm nay giá cà phê tăng cao, nhưng khi khảo sát thực tế, thành phố nhận định số lượng quán tham gia phục vụ cà phê miễn phí sẽ không giảm so với những năm trước. Trước khi ban hành kế hoạch, Ủy ban Nhân dân thành phố Buôn Ma Thuột đã làm việc trước với một số tập đoàn, đơn vị cung ứng sản xuất cà phê lớn trên địa bàn như Trung Nguyên, An Thái, công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên xuất nhập khẩu 2 tháng 9 Đắk Lắk và nhận được sự ủng hộ của những đơn vị trên. Đây là dịp để các đơn vị sản xuất kinh doanh cà phê quảng bá thương hiệu, tri ân khách hàng nên nhiều đơn vị hưởng ứng và ủng hộ. Năm nay hoạt động thưởng thức cà phê miễn phí sẽ tập trung chủ yếu tại chợ phiên Buôn Ma Thuột. Theo kế hoạch, từ ngày 9 đến ngày 10 tháng 3, thành phố Buôn Ma Thuột triển khai hoạt động thưởng thức miễn phí tại chợ phiên ở đường Tôn Đức Thắng, phường Tân Lợi. Đồng thời, thành phố cũng sẽ triển khai hoạt động thưởng thức cà phê miễn phí trên địa bàn toàn thành phố ít nhất một ngày, là vào ngày 10 tháng 3. Với thế mạnh đất đai rộng lớn và điều kiện tự nhiên phù hợp để phát triển nhiều sản phẩm nông nghiệp đặc hữu, những năm gần đây thì nhiều địa phương tại Tây Nguyên đã khuyến khích người dân từng bước mở rộng sản xuất, liên kết, xây dựng thương hiệu cho các sản phẩm nông nghiệp. Bên cạnh những sản phẩm lợi thế như là cà phê, hồ tiêu, sầu riêng thì đồng bào dân tộc thiểu số đang chủ động liên kết sản xuất và xây dựng cho thương hiệu những giống lúa gạo đặc sản, không chỉ vì mục tiêu thoát nghèo bền vững mà còn vươn xa thị trường. Nhiều hộ đồng bào dân tộc Thái như bà Xanh khi di cư vào Tây Nguyên sinh sống mang theo những giống lúa đặc sản, nhưng vì nhiều nguyên nhân đã bị thoái hóa theo thời gian. Được hợp tác xã vận động liên kết, 4 năm trước, bà con đã khôi phục lại các giống đặc sản khẩu xiên lăm, Bread và theo hướng hữu cơ. Trước lại làm ít thôi, mà bây giờ lại vào đây thì có đất đai nhiều, mình làm cho người cũng được năng suất. Bây giờ anh em cũng làm nhiều. Ở đây là mình được thu nhập mấy năm này cũng đạt, thì kinh tế mình cũng đời sống cũng dễ dàng. Cùng với những giống lúa địa phương đã có mặt từ rất lâu, giống lúa mới ST25 cho gạo ngon nhất thế giới đang dần bám chặt rễ trên những cánh đồng huyện vùng sâu Tumorong của tỉnh Kon Tum, mở ra cơ hội cho hàng trăm hộ đồng bào Sơ Đăng sản xuất gạo đặc sản cung ứng cho thị trường với giá trị cao. Đầu tiên thì cũng thử đã để trồng xem cái cây giống như thế nào, có nó có được phù hợp ở trên chỗ này hay không. Nếu mà có kết quả tốt là sẽ giữ lại cái giống này, sẽ nhân giống nhiều hơn để phát triển. Đánh giá 2 năm thực hiện thì người dân rất mong muốn tiếp tục triển khai thực hiện đối với giống lúa ST25 này để nhằm phục vụ bà con trong việc phát triển kinh tế hộ gia đình. Không chỉ làm ra hạt gạo sạch, chất lượng, các hợp tác xã với đa số thành viên là đồng bào các dân tộc thiểu số ở Tây Nguyên cũng đã chủ động liên kết tạo ra các sản phẩm chế biến sâu từ gạo đặc sản, áp dụng công nghệ chuyển đổi số để sản phẩm vươn xa ra thị trường. Các hợp tác xã chúng tôi liên kết lại và để có thể là sử dụng các nguồn lực của nhau để tạo thành một cái khối đoàn kết mạnh mẽ hơn trong cái việc mà tạo ra những cái sản phẩm tốt, chất lượng cho thị trường. Đồng bào các dân tộc thiểu số ở Tây Nguyên đã biến những vùng đất khô cằn, vùng sâu, vùng xa thành nơi lợi thế về sản xuất lúa đặc sản và dần xây dựng thương hiệu cho sản phẩm của mình. Từ mục đích thoát nghèo, bà con đang xây dựng mục tiêu xuất khẩu. Tuần Văn hóa, Du lịch và Xúc tiến Thương mại tỉnh Hải Dương năm nay sẽ được diễn ra tại lễ hội mùa xuân Côn Sơn Kiếp Bạc với nhiều hoạt động đặc sắc thu hút đông đảo nhân dân du khách thập phương đến tham quan và trải nghiệm. Tuần Văn hóa ẩm thực, Du lịch và Xúc tiến Thương mại năm 2024 diễn ra tại khu trải nghiệm camping trước đền Nguyễn Trãi với 43 gian hàng trưng bày.
gần 300 sản phẩm về ẩm thực của tỉnh Hải Dương và các vùng miền trong cả nước. Các sản phẩm ô cốp, du lịch, làng nghề truyền thống của Hải Dương và thực hiện trình diễn ẩm thực tiêu biểu của ba miền đã thực sự thu hút du khách. Các mặt hàng đều là đẹp và đa dạng phong phú, mà nhiều mặt hàng tôi ấn tượng nhất là cái bánh gai của Hải Dương. Cùng với các huyện, thị xã, thành phố, đơn vị doanh nghiệp trong tỉnh Hải Dương, Tuần Văn hóa ẩm thực du lịch và xúc tiến thương mại còn có sự tham gia của các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đến từ các tỉnh Hưng Yên, Bắc Giang và Lào Cai, tạo nên sức hấp dẫn, đa dạng sắc màu ẩm thực. Đi tham quan một số cái ẩm thực ấy thì mặt hàng phong phú, đa dạng. Chả dứa thì là đặc sản ở đấy rồi, thì bọn em ăn chả dứa thì thực ra ăn rất là ngon và nó làm được nhiều món. Tại sự kiện này, ba món ăn của Hải Dương được Hiệp hội Văn hóa ẩm thực Việt Nam vinh danh là món ăn tiêu biểu Việt Nam giai đoạn 2022-2024 cho thành phố Hải Dương với món bánh cuốn và bánh đậu xanh, huyện Tứ Kỳ với món chả dươi. Tôi rất vinh dự là được nhận cái giải thưởng vinh danh món ăn ngon của dươi Hải Dương. Thế thì chúng tôi rất là tự hào và mong muốn là làm thế nào để cho tương xứng với cái vinh dự này. Đến với không gian Tuần Văn hóa ẩm thực du lịch và xúc tiến thương mại lễ hội mùa xuân Côn Sơn Kiếp Bạc năm 2024, du khách còn được thưởng thức màn trình diễn thời trang áo dài với chủ đề mùa xuân, gồm các thiết kế trong bộ sưu tập áo dài Xuân Đán của nhà thiết kế Đặng Linh Anh, trình diễn 20 thiết kế áo dài đồng phục của Công đoàn Việt Nam và trình diễn bộ sưu tập áo dài Sức Sống Mùa Xuân của các nữ đoàn viên đến từ Công ty Cổ phần Kinh doanh Nước sạch Hải Dương. Tuần Văn hóa ẩm thực du lịch và xúc tiến thương mại năm 2024 là một trong những nét mới của lễ hội mùa xuân Côn Sơn Kiếp Bạc năm nay. Đây cũng là hoạt động nhằm kích cầu du lịch Hải Dương phát triển và là hoạt động trong chuỗi sự kiện năm du lịch quốc gia 2024, từng bước kết nối, xây dựng thương hiệu du lịch Hải Dương. Kim Thảo xin kính chào quý vị và các bạn đến với tin tức kinh tế phương Nam. Kính thưa quý vị, trong tháng 1 năm 2024, giá trị hàng hóa xuất nhập khẩu thông qua Cục Hải quan Thành phố Hồ Chí Minh đã tăng gần 25% so với cùng kỳ năm 2023, đạt khoảng 9,74 tỷ đô la Mỹ. Trong tháng đầu năm 2024, kim ngạch nhập khẩu đạt 5,08 tỷ đô la Mỹ, tăng 15,75% so với cùng kỳ năm 2023. Trong khi kim ngạch xuất khẩu đạt 4,66 tỷ đô la Mỹ, tăng 35,79%. Điều này dẫn đến cán cân thương mại hàng hóa thông qua Cục Hải quan thành phố có lượng nhập siêu khoảng 429 triệu đô la Mỹ. Với số liệu này, thu ngân sách của Cục Hải quan thành phố Hồ Chí Minh cũng ghi nhận biến động tích cực, đạt 9.453,2 tỷ đồng, tăng 6,53% so với cùng kỳ năm 2023, tương đương với mức tăng tuyệt đối là 579,4 tỷ đồng. Tính cả nước, trong kỳ nghỉ Tết Nguyên đán vừa qua, hơn 1.000 doanh nghiệp tham gia hoạt động xuất nhập khẩu hàng hóa, với gần 10.000 tờ khai đã được đăng ký tại 116 chi cục hải quan thuộc 32 cục hải quan địa phương. Tổng kim ngạch hàng hóa xuất nhập khẩu trong thời gian này được ước tính đạt 1,41 tỷ đô la Mỹ. Trong đó, kim ngạch xuất khẩu đạt 0,73 tỷ đô la Mỹ, trong khi kim ngạch nhập khẩu đạt 0,68 tỷ đô la Mỹ. Như vậy, trong dịp Tết Nguyên đán năm nay, các doanh nghiệp xuất khẩu đã ghi nhận số liệu xuất siêu đạt 50 triệu đô la Mỹ. Sở Tài nguyên và Môi trường Thành phố Hồ Chí Minh vừa ra quyết định thu hồi khu đất vàng ba mặt tiền của Tổng công ty Thuốc lá Việt Nam được định giá là hàng ngàn tỷ đồng đã bỏ hoang nhiều năm. Khu đất vàng rộng gần 31.000 m² ở số 152 Trần Phú, quận 5, thành phố Hồ Chí Minh, trước đây thuộc nhà máy thuốc lá Sài Gòn. Sau khi nhà máy được di dời tới huyện Bình Chánh từ năm 2008, khu đất này được mang ra góp vốn thực hiện dự án thương mại. Sau đó nhiều lần sang tên đổi chủ, đến nay vẫn nằm bất động giữa lòng thành phố. Khu đất có vị trí đắc địa với ba mặt tiền, đường Trần Phú, Lê Hồng Phong, Trần Nhân Tông, phường 2, quận 5, là nơi sầm uất và đông dân cư. Dự án từng được trao bán cả lô với giá 146 triệu đồng trên 1 mét vuông, tương đương khoảng 4.520 tỷ đồng vào năm 2018. Mục đích khu đất này xây dựng cao ốc văn phòng, trung tâm thương mại, dịch vụ, khách sạn, căn hộ cao cấp. Vì muốn góp phần thay đổi nghịch lý nông sản ở đồng bằng sông Cửu Long, sản lượng lớn nhưng lợi nhuận thu được rất nhỏ, nhiều hộ nông dân chủ trang trại ở địa phương đã quyết định ngược dòng làm nông nghiệp hữu cơ để nâng tầm giá trị nông sản trái cây quê nhà. Tôi đã quyết định từ bỏ công việc quản lý cho một tập đoàn đa quốc gia để trở về quê nhà, bắt đầu xây dựng những viên gạch đầu tiên cho dự án nông nghiệp hữu cơ.
khi bắt đầu hành trình nuôi dưỡng đất đai trở lại màu mỡ. Mình quan niệm là cái nền tảng của nông nghiệp chính là đất trồng, thì vì vậy mình bắt tay vào cải tạo đất. Cái giai đoạn đầu của tụi mình thật sự là rất là gian nan và rất là lâu. Khi trở về từ Israel thì mình mới tình cờ gặp được anh Lưu Văn Tính, một người con Bến Tre, và anh luôn có cái khao khát muốn quay trở về quê hương của mình để mà đóng góp, là giúp đỡ bà con, là tạo ra một cái giá trị bền vững lâu dài hơn. Mình mới quyết định đây, chọn đây là mảnh đất và mình sẽ đồng hành cùng với anh em ở đây. Chúng mình có những cái điểm chung, đó là chúng mình còn trẻ, có sự sáng tạo, đam mê và yêu thích bên mảng nông nghiệp hữu cơ. Các bạn trẻ như Tính thì bây giờ phải khẳng định là mình sẽ làm giàu được trên đất nước mình. Chúc Tính đạt được nguyện vọng ước mơ. Thì ban đầu thì nói về cái câu chuyện mà như em Tính thì về đây để mà xây dựng làm một cái nền nông nghiệp sạch như vậy thì mà không mấy ai là tin tưởng lắm đâu. Nhưng đến thời điểm này thì khi tôi tham quan mô hình của em Tính thì thấy thực sự thì em Tính đã làm được những cái điều mà nhiều người ta cứ nghĩ đó, điều đó là trong mơ. Tôi là nông dân thì xưa nay làm theo cái phương pháp truyền thống. Mình so sánh với phương pháp hữu cơ của cháu á, thấy cháu làm tôi rất là hoan nghênh. Mà bấy lâu tôi cũng hâm mộ, cho nên là mình làm theo mô hình của cháu thì nó cũng dễ hơn. Riêng cái mô hình của Tính á, tôi cảm nhận nó rất là hay. Bởi vì tả là cái sự tự nhiên và phương pháp hữu cơ mang lại cái sản phẩm cho người tiêu dùng á, là một sản phẩm sạch, thân thiện với môi trường. Tôi rất là đồng tình. Quay trở về quê hương để tham gia cùng phát triển nông nghiệp của huyện. Riêng bản Tính thì tôi thấy là một trong những thanh niên của huyện đi tiêu biểu tiên phong cho cái chuyện này. Và chúng tôi sẽ có phát động rộng rãi trong cái thanh niên của toàn huyện, chúng ta cùng nhau hợp tác để rồi đưa cái hướng sản xuất này nó mở rộng dần ra. Mới đây, mạng xã hội bất ngờ lan truyền thông tin phim Đào Phở và Piano được trình chiếu rộng rãi ở Lotte và CGV. Trước đó, Beta Cinemas và Cineta là hai cụm rạp tư nhân xung phong chiếu tác phẩm này với tinh thần là đồng hành cùng tác phẩm nhà nước đặt hàng và tất cả doanh thu từ phim sẽ nộp về ngân sách quốc gia. Theo ghi nhận của chúng tôi, trên mạng xã hội lan truyền nhau bài viết rạp CGV Lotte chính thức chiếu phim Đào Phở và Piano đồng giá vé 45.000 đồng trên toàn quốc. Tuy nhiên, cũng có không ít khán giả hoang mang trước thông tin này. Trao đổi với báo chí, đại diện CGV cho biết thông tin chiếu phim Đào, Phở và Piano đang lan truyền trên mạng xã hội là không đúng sự thật. Trên fanpage CGV Cinema Việt Nam hay Lotte Cinema không có bất kỳ thông tin gì liên quan đến việc trình chiếu tác phẩm điện ảnh này. Đào, Phở và Piano do nghệ sĩ ưu tú Phi Tiến Sơn viết kịch bản và làm đạo diễn, được nhà nước đặt hàng và công chiếu. Đến nay, tác phẩm này liên tục tăng suất và được chiếu ở Beta Cinema và CineStar nhưng vẫn không đáp ứng kịp nhu cầu khán giả. Gần đây, Trung tâm Chiếu phim Quốc gia ngừng bán vé Đào, Phở và Piano qua hệ thống đặt vé online, chỉ bán trực tiếp. Điều đó dẫn đến tình trạng nhiều người săn lùng vé trên mạng xã hội. Hiện nay, rất nhiều quý khán giả bị lừa khi mua lại vé phim Đào, Phở và Piano trên các hội nhóm. Trong báo cáo giữa kỳ quy hoạch các tuyến ga đường sắt khu vực đầu mối Thành phố Hồ Chí Minh, liên danh tư vấn lập quy hoạch đã đề xuất Thành phố Hồ Chí Minh sẽ có 8 tuyến đường sắt đi các tỉnh với 7 nhà ga chính. Cụ thể, liên danh tư vấn lập quy hoạch gồm Công ty Cổ phần Tư vấn Thiết kế Giao thông Vận tải phía Nam và Trung tâm Tư vấn Đầu tư Phát triển Giao thông Vận tải đã đề xuất quy hoạch 8 tuyến đường sắt: tuyến Trảng Bom, Sài Gòn, Hòa Hưng, Tân Kiên, tuyến Biên Hòa, Vũng Tàu, tuyến Thành phố Hồ Chí Minh Lộc Ninh, tuyến Thành phố Hồ Chí Minh Cần Thơ, tuyến tốc độ cao Bắc Nam Đoạn Thủ Thiêm, cảng hàng không Long Thành, tuyến Thành phố Hồ Chí Minh Tây Ninh và tuyến đường sắt kết nối cảng Hiệp Phước, cảng Long An. Bên cạnh đó, liên danh tư vấn cũng đồng thời đề xuất quy hoạch thêm 7 nhà ga chính: Sài Gòn Hòa Hưng, An Bình, Bình Triệu, Tân Kiên, Thủ Thiêm, Trảng Bom và Thành Đức. Trong đó, nhà ga Sài Gòn Hòa Hưng, ga hành khách trung tâm của Thành phố Hồ Chí Minh, đồng thời là ga trung tâm của các loại tàu khách Bắc Nam, tàu khách liên vận, tàu khách địa phương, tàu nội ngoại ô. Ngoài ra, tàu khách phục vụ trực tiếp cho người dân Thành phố Hồ Chí Minh sẽ được quy hoạch vào sâu trong khu trung tâm để thuận tiện cho việc tiếp cận của người dân. Theo đó, Thành phố Hồ Chí Minh sẽ tổ chức tàu khách đường sắt tốc độ cao Bắc Nam liên thông giữa ga Thủ Thiêm và ga Tân Kiên qua khu vực phía Nam thành phố. Đồng thời, tổ chức chạy tàu khách nội ngoại ô, tàu khách liên vùng, tàu địa phương, tàu khách liên vận xuyên tâm thành phố qua ga trung tâm Sài Gòn Hòa Hưng. Kính
Kinh tế đêm là tập hợp các hoạt động của nền kinh tế, văn hóa, giải trí diễn ra từ 6 giờ chiều hôm trước đến 6 giờ sáng hôm sau. Và tại thành phố Hồ Chí Minh, du lịch văn hóa lịch sử, du lịch giải trí hoạt động về đêm và ẩm thực là 3 sản phẩm mà du khách quan tâm nhất hiện nay. Và thời gian gần đây thì ngành du lịch thành phố đã xúc tiến nhiều giải pháp để nâng tầm chuỗi giá trị kinh tế đêm, trong đó ẩm thực là trụ cột quan trọng. Và phóng sự này cũng sẽ khép lại Kinh tế Phương Nam ngày hôm nay. Vận dụng các thế võ công phu tạo thành tuyệt kỹ kéo mì tươi biểu diễn tại chỗ cho khách xem là cách làm độc nhất vô nhị để thu hút thêm lượng khách ăn đêm của tiệm mì này. Ai lại cũng đều thích coi kéo mì này bằng tay hết. Nếu ai mà có thích mà thích câu thích kéo thì em có thể cho kéo, có thể là cũng một hai giác được. Dọc con đường Hà Tôn Quyền có hàng chục tiệm ăn sang sát nhau. Kể từ khi chính thức trở thành phố ẩm thực, không riêng tiệm mì của anh Sĩ mà mỗi cửa tiệm ở đây đều phải sáng tạo ra những cách thức riêng không đụng hàng để gia tăng lượng khách. Khách Mỹ lại rồi mình quăng cái khách ở ngoài đó tay á, chụp luôn, lấy cái tô hứng luôn, và đôi khi cũng lọt ra ngoài nữa, đã không quen. Thành phố Hồ Chí Minh có nhiều món ăn được xếp hạng cao trong danh sách các món ăn đường phố ngon nhất thế giới. Do đó, ẩm thực đường phố là một phần không thể thiếu trong chiến lược phát triển kinh tế đêm. Chính quyền thành phố đã có chủ trương quy hoạch hơn 20 tuyến phố đi bộ kết hợp với ẩm thực. Ngoài các tuyến phố đã tạo được thương hiệu như Nguyễn Huệ, Bùi Viện. Tuy nhiên, nhiều nhận định cho rằng thành phố cần xây dựng bản sắc độc đáo cho từng tuyến phố ẩm thực, tạo được nét đặc trưng ấn tượng khiến du khách đến một lần là không thể quên. Đây là lần đầu tiên tôi đến Việt Nam. Tôi đã có những trải nghiệm tuyệt vời. Theo dự báo, kinh tế đêm có thể đem lại doanh thu dịch vụ cao gấp từ 2 đến 3 lần so với 3 ngày. Tuy nhiên, mô hình kinh tế đêm không chỉ tập trung vào ẩm thực, mà còn là văn hóa giải trí, đảm bảo sự kết nối giữa các hoạt động ban đêm và không gian trải nghiệm cho du khách. Hiện nay, chúng ta có rất nhiều cái sản phẩm du lịch ban đêm, nhưng mà chúng ta chưa có một cái chuỗi sâu chuỗi với nhau. Đối với cái sản phẩm sắc màu ban đêm ở quận 1, thì chúng tôi đánh giá đây là một cái chuỗi sản phẩm sẽ rất là thu hút du khách. Hiện thành phố có gần 32.000 cơ sở dịch vụ ăn uống, nhà hàng và quán ăn đường phố. Những tuyến phố đi bộ kết hợp với ẩm thực nằm trong hệ sinh thái kinh tế đêm đã tạo thêm không gian giải trí, tham quan, vui chơi, mua sắm, thúc đẩy chi tiêu và tăng thời gian lưu trú của khách du lịch. Trong mùa Tết năm nay, kinh tế đêm được thắp sáng đã đem lại sức bật mới cho ngành du lịch, tạo động lực tăng trưởng trong phát triển kinh tế xã hội địa phương.